với ông tí cái vấn đề gọi Được là rồi, chào Khánh Nhã nha. hello, chào Khánh Nhã nha. Với lại thế này nữa nè, qua cái vấn đề này á thì chúng ta lại đặt vấn đề với cái kênh nửa vòng trái đất. Tại sao mà thầy qua nói như vậy? Tức là cái lời tuyên bố của thằng Đài nó như vậy đúng không? Tại sao trước giờ nó không tuyên bố ở kênh của nó? Đúng không? Nó lắp liền hay chưa? Mà nó lại tuyên bố ở trên cái kênh nửa vòng trái đất. Mà trong khi đó cái chuyện đơn giản nhất mình chỉ nói vu thuận với mọi người như thế này nè. Kênh nửa vòng trái đất của thằng Đài Đức Phạm nó cũng đứng trên danh nghĩa là gì? Truyền thông nói sự thật đúng chưa? Và tại cái là không 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 chấp nhận những thành phần đưa tin giả, tin sai sự thật đúng không? Đúng Vấn rồi. đề đặt ra nè, bây giờ thằng Đài nó khoe nó có nhà cho thuê đúng không? Thì kênh nửa vòng nếu ông Đài Đức Phạm á, chỉ đơn giản một thao tác một thôi. Anh Đài, anh nói anh khoe nhà khoe cửa đúng không? Anh vui lòng anh show cái giấy tờ nhà của anh ra cho mọi người để làm bằng chứng xác thực. Đồng ý Tạo chưa? thêm À, sự uy tạo tín. thêm uy tín chính xác Đúng không người đúng ta? không, thì từ đó anh mới có thêm uy tín ở đây anh kiếm tiền. Rõ 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 ràng chưa việc rồi đúng không? Thí Đúng dụ rồi. như đây phạm chỉ cần nói ok bây giờ anh Đài nói vậy đúng không, thì trước mắt là chúng tôi tiếp nhận cái thông tin đó của anh, nhưng kênh chúng tôi trên tiêu chí là ok, là chỉ nói lên sự thật, nói lên cái đúng đắn gì đó, thì đề nghị anh có thể anh show anh trưng cái bằng chứng nó ra không. Thứ nhất là để chứng minh là những lời anh nói là thật, cái thứ hai qua đó là cũng để bảo vệ uy tín cho anh nói riêng và uy tín của kênh nửa vòng trái đất nói chung, chưa đúng không? Quá đơn giản. Tại sao chúng ta không thấy cái động thái đó, chỉ thấy động thái là thằng tung thằng hứng rồi khoe mẽ với nhau là show cái điều đó ra thôi. Bởi vậy mình nói vũ thần á, chúng ta ở đây chỉ là những người gọi là nhỏ nhoi thôi, nhưng mà khổ có những thành phần đó, nó thiệt vũ thần á, nó vào đây nó múa không được đâu, trừ khi nó vào nó nói sự thật. Trừ khi nó vào đây nó nói sự thật thì không vấn đề gì hết, chứ còn vào đây mà mang tư tưởng múa thì nó thiệt với vũ thần đó, khó múa lắm. Có anh Tân Nguyễn ảnh muốn lên tham gia mà em có mời đưa ảnh lên đó, nhưng mà để báo cho ảnh biết luôn là anh cũng đang đu càng cà trật cà dột dữ lắm đó. Đưa lên nãy giờ không được, bởi vì mong anh đừng có hiểu lầm là em không đưa anh lên nha. Em có đưa, em có mời anh lên rồi đó, là lần này là lần thứ hai nhưng mà vẫn chưa được đó anh Tân Nguyễn ha. Anh có thể anh tắt ma anh nhảy ra rồi anh vào lại được không đó, thì em chỉ nói cho anh Tân Nguyễn biết vậy thôi, để em mời anh Không, thêm một lần nữa. Rồi anh Thái Quang cứ nói chuyện đi, anh Thái Quang xin lỗi anh. anh nghĩ dạo này á, tức là cái giao diện Facebook nó như thế nào á, Không biết sao á, đúng không anh Thái nó Quang, như thế anh nào em á, mình ai cũng bị cà trật cà dột kỳ quá. giống như nãy nó việc ra thấy không, thực ra là cũng lên lên đâu có được, anh lên đâu có được, anh đổi qua cái anh lên từ bằng 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 trang á, bằng fanpage á thì lên được, Em thấy mà, thì cái đó thì công dân ok, nãy lên em em mời không được á, anh Duy đúng Khoan cũng không có lên được luôn á. mình gửi cam có em có thấy rồi mà em đang mời anh đó, nó đang chớp nhá đang thêm nè đó, nó đang thêm nãy giờ đó mà sao cũng Trời ơi, nãy vẫn giờ anh chưa em thấy nên ta gì. gửi bưởi còn không xin nhê nữa, ông gửi cam. Có sầu riêng gửi sầu riêng đi đại ca. Cá bưởi chanh quýt gì cỡ nào cũng không vô đó. Để em nói lại, có cái anh trai Trường Giang chửi cộng chống cộng mình, công nhận gì là có tiền nhưng làm gì dựng phi như thơ quan anh chị em lương ba cũ, ba que sọc nó nói là tôi chưa thấy ai có tiền cả. Đây thì anh thơ quan thấy sao? Chính xác, tức là gì, tức là ý anh Trường Giang nói á, là những thành phần bên kia anh chào anh cứ thấy gì ta, nó luôn quy chụp cho anh em mình đi, hoặc là những người Chào anh cư xá.
những người gọi là lên, mình nói thẳng, thật ra anh em mình lên chẳng qua là thắc mắc những cái luận điểm của nó thôi, chứ mình cũng chẳng đấu tranh, chẳng phản biện gì hết, nói thẳng việc ra, công nhận không? Thắc mắc là gì? Ủa anh nói như vậy tôi thấy nó chưa hợp lý, nó không có đúng, thì tôi thắc mắc tôi hỏi anh đúng không? Mà chỉ như vậy thôi thì nó quy chụp cho anh em mình là gì? Dư luận viên ba cũ. Mà tại sao nó dùng cái hàm từ gọi là dư luận viên ba cũ? Rõ ràng nó mang, nó dùng cái từ ngữ đó để làm gì? Nó mang cái ý, hàm ý miệt thị, đúng không? Và mang hàm ý miệt thị để với mục đích gì? Để thí dụ anh em mình cảm thấy vấn đề gì đó mắc cỡ quá hay kỳ quá là sẽ rút lui, không chơi nữa. Ồ tự nhiên rồi mà tao lên, tao thắc mắc, nó chửi tao dư dư ba cũ mà tao có kèm của ra, phải không? Tức là thật ra là cái ý đồ của tụi nó mình có nắm rõ rồi, mà qua đó mình thấy là gì, cái độ ngu của những thành phần đó, đúng không? Bởi vì tụi nó gắn mác gọi là đi gọi gì, đi khanh tân, đi cả đấu tranh, đi làm cách mạng, mà nó chửi người dân, người ta thắc mắc thì lại chửi người ta là dư luận viên. Ủa nó lạ kỳ vậy, là bảo người ta là dư luận viên thế này thế nọ, mang hàm mỹ miệt thị người ta. À, bởi vậy ba que thiệt tình chứ, khổ. Mà nó khổ thêm cái này nữa nè, vượt ra nhiều khi mình đặt, mình gặp dễ mình đặt ngược, câu hỏi ngược lại tụi nó, mình nói ủa dư luận viên là cái gì vậy, nói cho mình biết để mình hiểu coi nó như thế nào. Nếu mà bạn nói ra mình nếu mà đúng thì mình nhận, còn không không đúng thì mình góp ý thêm, rồi bây giờ cũng không có nào nói được hết. Kiểu như tụi nó giống như là cửa dưới mà bức xúc quá cho nên cái gì nó cũng moi ra nó nói, cố cãi, cố môi móc, cố gì bôi bắt đồ. À, nít từng người Nguyễn qua đây mời cái lên luôn ta, hay thiệt ta. Chào Việt Trai nhá, chào Thư Quang. Cái máy vừa nãy là vẫn nick này nhưng mà nó máy Samsung, còn cái máy này là máy iPhone. Adu chẳng có lên được không? Ông này chúng ta đâu còn giàu hơn anh em mình nhiều quá vừa ra. Hai ba điện thoại luôn, Samsung, iPhone có đủ luôn ta. Có cái gì giàu đâu bạn, cái chuyện một người sở hữu hai ba điện thoại đã hết sức bình thường mà, tại vì điện thoại. Tôi xài đồ tàu không ông ơi. Tôi xài đồ hồ cẩm đào không. Ở Việt Nam bây giờ nó hơi khuê cho nên mình nói nó hơi nhỏ, nhưng các bạn có nghe có đủ nghe được không? Nghe được. Alo. Nghe mà. Thì bây giờ mình chỉ chia sẻ với các bạn có mấy vấn đề này này. Thực tế mình cũng lên mạng Facebook mà quan tâm đến cái mảng nó gọi là tạm thời, cứ tạm gọi là chính trị đi, quan tâm đến tình hình đất nước ạ. Thì mình thấy đại đa số những người mà gọi là dân chủ, đấu tranh dân chủ đóng trong ngoặc kép ở Việt Nam, đại đa số nhá, là mình thấy là họ là những thành phần lười lao động, cho nên họ mới suốt ngày lên trên mạng. Mà họ, mình tìm hiểu thì bản thân họ cũng là những người mà thật sự là cũng không có cái gì là gọi là về kiến thức hay cái gì nó cao siêu, hoặc là tay nghề nó cao siêu gì cả, mà họ rất là những người dân lao động bình thường thôi. Nhưng mà họ có một cái ảo tưởng, tức là khi mà tiếp xúc với những cái người ở Mỹ hoặc là những người hải ngoại hoặc là châu Âu thì tức là họ bị treo cái bánh vẽ, những người ở bên hải ngoại họ cứ tô điểm cái sứ tư bản dân chủ chúng tôi là giàu có, là văn minh, rồi thì tất cả chính quyền cho lo cho người dân, rồi có an sinh xã hội, y tế bảo hiểm miễn phí vân vân, umala như thế. Thì mình thấy nó cái điều này nó hơi bị xa vời thực tế, bởi vì Việt Nam là Việt Nam đúng không, chứ còn các quốc gia khác trước Mỹ hay nước một số châu Âu thì họ đi trước mình rồi, cái nền dân chủ họ xóa bỏ phong kiến cách đây mấy trăm năm rồi đúng không. Thì đương nhiên mình phải biết là mình đang ở đâu, mình là ai, đứng ở trên mảnh đất nào. Thì những người như mình thế thôi, chẳng hạn như mà lên những cái làn đó thì bắt đầu là họ cho rằng là dư luận viên, rồi là bò đỏ này. Mà trong khi đó mình nói rất là thực tế, cuộc sống của tôi hiện nay là tôi cảm thấy là đang ok. Nó rất là công bằng với chính bản thân tôi. Trình độ tôi có hạn, thì đến đây thu nhập của tôi chỉ là 8 triệu hoặc 10 triệu. Cái giới hạn của tôi như thế thôi, nhưng mà mọi người xung quanh xã hội tôi thì có thể họ làm được hơn, hoặc là có những người thấp hơn tôi, đấy là tùy theo khả năng của mỗi người, hiểu không? Nhưng mà những cái người đấu tranh ở trong nước họ ảo tưởng cái vấn đề này, cho nên là họ lên họ mình thấy là họ không chịu khó lao động, suốt ngày ca thán. Mặc dù ở Việt Nam rất là nhiều việc, không thiếu gì việc luôn, chỉ quan trọng là có họ có làm hay không thôi. Bây giờ nếu trình độ của
mình chỉ là 200 ngàn một ngày hoặc là 300 ngàn, mình lại cứ đi nhìn người 1 triệu để mình so bì. Xong từ đó thì sinh ra người ta gọi là cái ghen ăn tức ở. Mình quay ra mới đổ cho thể chế, đổ cho chế độ. Đấy là mình thấy đại đa số, 99% là như vậy. Mà cái đại đa số là lên đây cũng là gì, chả đấu tranh gì đâu. Cũng lên những cái diễn đàn của hải ngoại cực đoan, xong rồi là nói theo ý họ, vuốt ve họ, nói cho hài lòng ý họ. Xong rồi chắc chắn là mình đoán là họ cũng có một cái gì, một là quà, hai là tiền. Thì đại đa số mình thấy đấy, như bạn Thư Quang bạn nói, có những trường hợp như đô xe đào, chả biết đấu tranh như nào, nhưng mà đưa cả những cái bộ phận sinh dục của mình lên, nói rằng là gì, đây là phần thưởng để dành cho những người mà đấu tranh ở trong nước, nghe rất là nực cười. Còn đại đa số là mình thấy chửi nhau rồi, thì nào là tiền nong quanh đi quẩn lại, vẫn là tiền tình, chát sách đủ trò. Mình thấy nó rất là hổ lốn, nó chẳng có một cái lý tưởng, cái mục đích gì cả. Nó có, chẳng có hội đoàn nào, bởi vì họ không có ý nghĩa, đúng không? Theo cuộc sống của Việt Nam bây giờ thì hại thế thôi, nhất là sau 48 năm hòa bình độc lập thì nó rất là giá trị. Con người ta cần là ổn định chính trị đất nước là đầu tiên, từ đó phát triển kinh tế. Thì đương nhiên là mình thấy những cái gọi là cái thế lực thù địch ở đây mình gọi thẳng luôn là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa luôn, nói thẳng cho nó rõ. Chẳng qua là thế lực thù địch người ta gọi từ chung chung thế thôi. Chứ còn đại đa số mà mình thấy những cái phần tử mà bị bắt thì đều là liên quan đến tổ chức chống phá ở nước ngoài, đúng không? Chủ yếu là ở Mỹ là chính, ngoài ra có các nước nữa, đúng không? Alo. Còn đó đây. Đó đây. Nghe nghe. Đấy là những cái nhận xét của riêng cá nhân mình thôi. Nếu mà các bạn thấy không đúng thì có thể gọi điện lại. Bây giờ tôi đang thắc mắc cái điều này là ông Tần Nguyễn nè. Rồi. Cái này là đúng ra tôi phải bắt ông Thường ông đền cho tôi. Từ ngày tự nhiên ông xuất hiện đây cái đầu Kiên Giang nó mất tiêu. Đây nó vừa đây nè, nó vừa he he đây nè. Tôi vừa nhìn thấy comment nó he he vừa đây nè. Phải Kiên Giang đây không? Ông Tần Nguyễn nên nhớ Kiên Giang là mối của tôi nha. Kiên Giang là mối ruột á, nó là Kiên Giang là fan cứng của tôi đó. Ông làm sao mà tôi mất cái fan cứng này là của tôi xử lý ông á. Hello, chào Kiên Giang. Linh thiệt quá. tôi chưa được tương tác với Kiên Giang lần nào. Nhưng mà nghe qua một số anh em bạn bè nói là Kiên Giang cũng là một nhà đấu tranh. Không biết có phải không ạ Kiên Giang. Nhưng mà cái này lâu lâu không thấy, không thấy nữa. Trước đây mấy năm thì cũng xông xáo trên các diễn đàn lắm. Nhưng mà thời gian gần đây thì mình không gặp. Kiên Giang thì đấu tranh hay không thì thực sự thì mình không biết. Phải nói rằng tức là Kiên Giang có nhiều cái cũng đáng yêu. Gọi là cũng có những cái đáng yêu. Nhưng mà không biết ông Tần Quảng tôi hỏi thiệt ông nha. Hỏi thiệt ông nha. Ông chơi mạng bao lâu thì tôi không biết, nhưng mà tôi hỏi thiệt ông á, ông với Kiên Giang có ân quán ân tiệt chứ không? Mà sao thấy ở Kiên Giang rồi có me ông quá vậy ông Tần Nguyễn? Thì tôi trả lời thế này này, tức là cách đây khoảng độ 6 năm đi, có một thời gian là tôi cũng ủng hộ những diễn đàn như là Tân Thái bên Trương. Nhưng mà sau đó tôi nhìn ra cái sự của mình là lệch lạc, nó gọi là thiếu hiểu biết, hai nữa là thiếu cơ sở về lịch sử. Mình gọi là áo khái niệm lịch sử đấy. Thì sau này mình tìm hiểu lại sự thật thì mình mới quay, mình mới tìm hiểu là mình đang đứng ở đâu và mình là ai. Thì Kiên Giang mới từ đó mới phản bác mình, cho rằng là mình là cái người mà bị cộng sản thế nọ thế kia rồi quay lại bưng bô này nọ. Thì mình chỉ giải thích cho Kiên Giang là mình phải tìm lại chính mình, hiểu không? Không bị gọi là u mê. Bởi vì khi mà mình thông tin mà mình chỉ nghe một bên một phía thôi thì mình sẽ có cái sự lệch lạc nhất định. Cho nên là mình phải xem cả hai phía, coi cả hai phía, mặc dù là thông tin ở trên mạng nó trôi nổi rất là nhiều, đúng không? Rất là nhiều nguồn thông tin. Nhưng mà cái tiếp cận của mình để làm sao mình có những cái logic, tức là mình phải nghe, lắng nghe bên này, lắng nghe cả bên kia. Xong mình sâu chuỗi lại, logic lại và lắp ghép lại, thấy nó có hợp lý hay không. Thì sau này mình thấy ra những cái điều của Tân Thái bên Như Trương là nói nó đúng một phần nào nhỏ thôi. Còn đại đa số là mình cho rằng là lừa bịp, đánh cháo khái niệm. Cho nên là mình chính vì thế Kiên Giang từ đấy mới ghét mình. Đấy đơn giản thì trả lời với Thư Quang là như vậy thôi. Nhưng mà chẳng có Kiên Giang đây nè. Bây giờ hỏi Kiên Giang là mà sao Kiên Giang chơi gì tự nhiên rồi ghét người ta không? Còn vấn đề ví dụ mà lên đi chơi thì quan điểm nó có thể là nó không có đi chung đường, nó có thể khác nhau đúng không?
Thì có gì thắc mắc thì hai bên cùng trao đổi để gọi là thuyết phục lẫn nhau, chứ tự nhiên đi ghét người ta chứ dáng chơi kỳ ấy. À, để cho mình trả lời Kiên Giang này. Kiên Giang hỏi một câu là Cuke hết muốn đa đảng rồi hả? Mình nói với Kiên Giang này nhá, cái sự mà gọi là thích đa đảng và muốn đa đảng nó chỉ là một cái cảm xúc thôi, nó là chỉ là một cái ước mơ hay là cảm xúc nằm ở trong đầu mình thôi, chứ mình không có là có ý tưởng là thành lập đảng như Phan Thiên Tùng. Kiên Giang hiểu ý không? Cho nên là nhiều lần Kiên Giang cứ nói mình là cái điều này là viển vông và không bao giờ có, thì mình bảo kể cả là giấc mơ, đã là giấc mơ thì có thể xảy ra hoặc có thể không xảy ra. Và trong lịch sử của Việt Nam á, thì từ năm 1945 nhá cho đến năm 1988 á, thì Việt Nam cũng là một quốc gia đa đảng. Nhưng mà đến khi năm 1988 á, thì hai đảng Dân Chủ và Đảng Xã Hội họ tuyên bố tự giải thể, thì lúc đó Đảng Cộng sản Việt Nam ghi vào điều 4 vào Hiến pháp sửa đổi năm 1992. Trong điều 4 nói rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng tiên phong của giai cấp công nhân, lãnh đạo là lực lượng lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối toàn diện nhà nước và xã hội. Thì đó là thể hiện rằng là gì, các đảng phái kia có nhưng mà họ còn nó gọi là lu mờ, tức là không có vai trò chính và họ cảm thấy là nó gần như là không có cái giá trị gì. Đương nhiên họ tự tuyên bố giải thể, thì lúc đó Đảng Cộng sản Việt Nam phải nhận trách nhiệm về mình. Đấy là tất yếu của lịch sử, hiểu không? Mà Thì đến bây giờ là đã đang là một đảng. Tâm Nguyễn ơi, cái đoạn này hình như có vấn đề gì đó, nó hơi sai sai á. Nó vừa rồi Ừ, sai bạn cứ nói sai. đi, không sao, Ừ, bạn cứ theo nói mình hiểu đi. này, chào ông cư sĩ Duy Tân. Về có những giai đoạn bạn nói á, thì mình đồng ý. Nhưng mà về vấn đề gọi là tự giải thể tự đoạn gì đó, vì họ cảm thấy không có uy tín vân vân, thì mình cảm thấy nó chưa phù hợp lắm. À, đấy là Bởi theo vì cách nghĩ của mình thôi, còn cái đấy mình đơn không sao giản như cả. thế này là chúng ta nên hiểu á, Đảng Cộng sản là lãnh đạo đúng không, thì do Đúng rồi. ai, có phải là do từ người dân đúng không, Đúng rồi, đồng thuận đảng của từ người dân mà dân, ra. họ đặt Đúng. niềm tin, họ đặt niềm tin, họ tin tưởng, và trong suốt quá trình Đảng Cộng sản làm được những việc gì đó thì họ mới cảm thấy họ tin tưởng, họ đặt niềm tin để họ muốn là chỉ có Đảng Cộng sản lãnh đạo họ thôi. Còn những cái Có đảng chứ. kia, ví dụ như là trong vấn đề làm việc như thế nào đó hay ra sao, Đúng rồi. và họ tự thoái Rồi. chào, thì cái việc đó cũng cũng hợp lý, Đúng. hợp lý. Và quan Đúng trọng nhất rồi. ở đây là gì, cái điểm mình thấy quan trọng nhất ở đây là lòng dân, lòng dân chứ không phải là từ cái đảng Đúng rồi. Tại vì nào. mình nói với các bạn ở đây là này, mình chỉ theo mình được biết thôi nhé, còn cái gì sai thì bạn có thể bổ sung góp ý không sao cả, vì chúng ta lên đây là mang tinh thần là học hỏi, bởi vì không 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 ai biết hết được, đúng không? Nhiều khi tôi biết cái này nhưng có thể không biết cái kia, hoặc chưa biết hết đến nơi đến 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 chốn của nó thì không sao cả. Nhưng mà theo mình tìm hiểu thì mình được biết là Đảng Cộng sản thành lập ngày 3 tháng 2 năm 1930, đúng không? Và khi mà năm 41 thì Bác Hồ về nước, thì lúc đó là Bác lãnh đạo trực tiếp Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì đương nhiên là vai trò là gì, là lập thành lập mặt trận Việt Minh, tức là gì gọi là liên minh chính trị giữa các đảng phái, tất bắt tập hợp tất cả các đảng phái cùng với các thành phần lực lượng, thành phần yêu nước để cùng chung một mục đích chung là gì, là đánh đuổi Pháp, phát xít Nhật, giải thể chế độ phong kiến, xóa bỏ chế độ phong kiến và lập lên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thì vai trò nòng cốt của Đảng Cộng sản Việt Nam rất là then chốt ở trong mặt trận Việt Minh lúc bây giờ. Và đến năm 1951 thì mới giải thể. Thì theo mình là Đảng Cộng sản Việt Nam là rất xứng đáng lãnh đạo đất nước thôi. Bởi vì vai trò của họ rất là nổi bật trong những lúc mà lịch sử của đất nước là ngàn cân treo sợi tóc. Thì đương nhiên là mình không bao giờ mình phủ nhận điều này, mà mình lúc nào cũng nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam suốt từ ngày thành lập năm 1930 cho đến tận ngày hôm nay. Thì đương nhiên là nguyện vọng của đại đa số người dân là vẫn muốn Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Mà hai đảng phái kia đã tuyên bố tự giải thể rồi thì đương nhiên Đảng Cộng sản Việt Nam phải nhận vai trò trách nhiệm lớn lao về mình, đó là điều tất yếu. Hay còn gọi là vai trò lịch sử đất nước, lịch sử của Việt Nam là gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam gánh vác. Thì mình chỉ nói là mình thích đa đảng thôi, cho nên là Kiên Giang biết mình là với cái câu nói là tôi thích đa đảng, mà thích thì nó chỉ là cảm xúc thôi chứ không phải tôi muốn lập đảng, hiểu không? Phải Kiên Giang, Nhất thời đúng không? chắc là Coi như là Kiên Giang cá nhân nhất thời thôi đúng không? đúng đúng rồi. Thứ hai là cái nguyên tắc của một nhà nước dân chủ nào trên thế giới này cũng theo một nguyên tắc, đó là thiểu số phục tùng đa số, hay là đa số thắng thiểu số, đúng không? Cho nên cá nhân mình chỉ là một trong 100 triệu dân thôi, thì cái sở thích của mình nó chỉ là sở thích để đấy thôi. Còn khi nào nó quá 50%, mình giả thiết ví dụ như Việt Nam có 100 triệu dân mà có khoảng 51 triệu dân lúc đó họ muốn và họ thích đa đảng, thì lúc đó Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ xem xét lại và có thể là gì, đáp ứng được cái lòng mong mỏi của nhân dân. Nhưng mà bây giờ nó chỉ là cá nhân một vài người, một vài chục người, hoặc thậm chí vài ngàn người,
thì nó vẫn theo nguyên tắc của dân chủ, đúng không? Cũng không 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 có giá trị, không phải không giá trị mà nó chưa được Đảng Cộng sản Việt Nam đáp ứng được, đúng không? Cho nên cái trường hợp của Phan Sơn Tùng vừa rồi mà mở những kênh YouTube YouTube đấy để nói lên ra Đảng, nhưng mà trong cái nội dung của anh ta đã vi phạm vào những cái điều luật của Việt Nam, đó là anh ta tuyên truyền chống phá nhà nước hoặc là dìm hàng Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái điều này tôi không mong muốn, tôi không muốn. Tư tưởng của tôi nó khác. Của tôi là gì? Tôi thích ra Đảng, đấy là cái việc của cá nhân tôi thôi. Chứ còn ai lập Đảng đấy là quyền của họ. Còn tôi chỉ là người như gọi là, nếu mà kinh tế thị trường nó gọi là bên cầu, chứ tôi không phải là người bên cung nhé. Kiên Giang phải hiểu điều này. Cho nên nhiều lần Kiên Giang thách mình là phải lập Đảng ra này nọ. Tôi đã trả lời Kiên Giang rất nhiều lần rồi. Tôi là người bên cầu, thế rồi, là bên cung. Cho nên tôi không không có nhu cầu thành lập Đảng. Đồng ý, đồng ý. Thế này là Tần Nguyễn ơi, mà thật ra thì chắc do Tần Nguyễn chưa hiểu Kiên Giang lắm. Kiên Giang á, chẳng may là cố tình, tại sao cái điều này là nó cứ lặp đi lặp lại một hoài với lại Tần Nguyễn, đúng không? Đúng không? Không riêng vợ đây mà ở những diễn đàn khác luôn, đúng không? Đó là gì? Đi đâu gặp, đúng anh ta hỏi. Là đi đâu anh ta hỏi. Ồ, Kiên Giang hay lắm, mà tại sao mình phong cho Kiên Giang là fan cứng? Tức là Kiên Giang là chuyên môn gọi là đi gài game á, gài game để gọi là đưa pháo, để tung hứng, để cho ra chủ đề. Và cái khéo của Kiên Giang là gì biết không? Tần Nguyễn biết không? Cái khéo của Kiên Giang là gì nè? Anh khôn lắm. Thật ra cái câu chuyện nào muốn tuyên truyền á, phải không? Thì cá nhân ảnh thì ảnh không đứng ra tuyên truyền đâu. Ảnh gài cho người khác mở miệng ra để gì? Để người đó là người tuyên truyền chứ không phải tôi à nha. Ủa, chàng đó. Đó. Tần Nguyễn mà có nhiều lần, có nhiều lần này. Đúng không? Có nhiều, rất nhiều lần, rất nhiều lần Kiên Giang nói mình là thích ra Đảng và muốn ra Đảng, đó tại sao không đi lập em không à? Tức là anh ta nói là muốn ăn thì phải vào bếp, nhưng mà mình trả lời rất rõ ràng là gì? Thì rõ ràng chỉ là người thích thì rõ ràng cái câu chuyện lập, bây giờ Tần Nguyễn nhìn lại đi, tức là bao nhiêu lần như vậy là cũng chỉ là mình Tần Nguyễn là tuyên bố là vấn đề là đa Đảng thích không thích gì đó, là chỉ Tần Nguyễn tuyên bố thôi, đúng không? Chỉ có mình Tần Nguyễn là đúng, công khai thôi, chứ còn Kiên Giang đâu công khai đâu. Rõ ràng chưa? Gọi là về cái mặt ngoại giao đó, mình gọi là về cái mặt ngoại giao á, không? Thì rõ ràng là ông chứ không phải là Kiên Giang. Ồ, Kiên Giang hay chỗ này nè, thấy chưa? Đó, phải hiểu. Thế xong rồi, xong rồi nhiều lần Kiên Giang nói là tôi phải đi tuyên truyền, tức là vận động lôi kéo để làm sao có người, nhiều người như mình. Nhưng mình là trả lời Kiên Giang luôn là tôi, đây là chỉ là cảm xúc, và tôi không có nghĩa vụ phải đi tuyên truyền hoặc thuyết phục ai cả. Tôi chỉ chia sẻ với họ là nếu họ hỏi tôi là muốn gì, thích gì thì tôi chỉ nói một câu vậy là xong. Đó, đó là cái hay của Kiên Giang là gì? Nó kích thích, nó kích thích cho người khác nói giùm nó. Và nó kích thích cho người khác để làm ra cái chủ đề đó cho nó. Hay không? Đó. Tức là giám đốc thì không dám làm, đúng không? Ừ. Thì đóng vai trò là giám đốc. Dám suối á. Đúng rồi, Kiên Giang là thuộc dạng dám suối. Hiểu không? Làm cái mặt ngoan lắm cái gì? À, tại mình chưa hiểu thôi anh Thư Quang. Ôi trời ơi, Kiên Giang. Kiên Giang đã nói Kiên Giang rồi, đúng không? Mình hiểu Kiên Giang. Và ngược lại, Kiên Giang ít nhiều thì cũng hiểu mình. Cho nên mình nói Kiên Giang á, những cái trò này của Kiên Giang á, vô đây thấy không? Kiên Giang cũng biết tính là tính mình rồi. À, cái gì nó cũng phải có chừng mực, nó có gọi là nó có điều độ thì nó vui, đúng không? Nhưng mà nó đúng quá rồi. Đà thì lại mất hay Kiên Giang nha. Nó gọi là có giới hạn. À, đúng rồi. Cái gì nó có giới hạn. Phải có lần ra đúng, cái gì có giới hạn. Vạn vật đều có giới hạn, đúng không? Chỉ có sự ngu xuẩn là không có giới hạn. Kiên Giang cái ngày nó vui, Kiên Giang ơi. Kiên Giang bởi vậy á, có bao giờ Tần Nguyễn thắc mắc không? Là tại sao cái Tần Nguyễn đi đâu là Kiên Giang cũng đi theo hết, có không? Và nó cứ đi theo vậy là nó cứ chọc Tần Nguyễn đúng cái điểm đó thôi. Và vô hình chung á, nếu bây giờ mà Tần Nguyễn thử hệ thống lại tất cả các buổi live mà Tần Nguyễn tham gia xem, đúng không? Có phải là Kiên Giang đi theo đúng rồi? À, có phải là đúng. Cá nhân Tần Nguyễn là người tuôn ra những cái luận điệu đó nhiều nhất hay không? Đúng chưa? Bây giờ mình nói là về mặt pháp lý nè. Bây giờ tôi không cần biết. Bây giờ thí dụ như là có ai đó đặt vấn đề với Tần Nguyễn đi. Tần Nguyễn nói đâu có đâu, tội gì thằng Kiên Giang nó hỏi tôi trả lời. Chắc chắn là Tần Nguyễn sai. Đúng không? Có hỏi mới có trả lời. Đúng rồi. À, ủa nó hỏi bậy, anh cũng trả lời bậy à. Đúng chưa? Ờ. Kiên Giang hay rồi.
Đó, Giang mời giữa. Anh Thái Quang mời Kiên Giang lên nói chuyện chơi đi. Nói thiệt với Việt Rai á, ông Kiên Giang này á, mình thì mình cũng biết ổng thời gian gần đây thôi, mà ông Kiên Giang này ổng độc lắm. Cái nào á, ông cảm thấy ông nhai được á, ông lên. Còn cái nào mà ông nhai không được là đủ lý do. Em bận lắm anh Thái Quang ơi. Em xin lỗi Thái Quang, việc lắm. Mà bận việc á, lên không lên mà ngồi nhắn tin hoài à. Mà không biết bận cái gì. Không biết bận cái gì. Nó lạ kỳ cho nó Việt Rai. Cứ mạnh dạn lên đúng không? Có gì phải rụt rè. Nhưng mà Kiên Giang là đúng thế đấy. Nhưng mà không đúng cái điều anh ta muốn đó, là anh ta sẽ biện ra lý do nọ, lý do kia. Mình gọi nói đến đạn thế thì mình nói lên mà không lên. Cái đó ta gọi là rút cua chiến thực á. Hoặc là triệt thoái trong danh dự của Việt Nam Thần Nguyễn, hiểu không? Đó, mấy cái này thôi. Mấy cái bài này Kiên Giang hay lắm. Bật quần áo đúng rồi anh Kiên ấy là... Thế nên là nhiều lúc mình bảo là tất cả các cuộc cách mạng từ trước này thế, tất cả những lãnh tụ hay là lãnh đạo để họ phải có những cái cách làm sao để cho thuyết phục mọi người nghe theo, đi theo. Thì Kiên Giang thế, mình khuyên Kiên Giang là thế. Nếu nhiều bạn muốn nhiều người tư tưởng cùng bạn thì đương nhiên là bạn phải dùng những lý lẽ ngôn ngữ đúng không? Tư duy, dùng rất nhiều thứ để lấy được, nó gọi là lấy lòng thiện cảm của con người đó để theo mình. Đấy, không như là Phan Lành, mọi người chắc biết Phan Lành gì. Cũng là một người đa đảng. Nhưng mà khi mà nghe người nào mà không đồng ý là chửi anh ta, chửi người ta luôn. Mình nhắc lại cái điểm này nè. Nhắc điểm này là mình tin rằng mọi người sẽ nhìn ra được nhiều vấn đề lắm. Mình nếu mà so với tất cả những người ngồi trong cái buổi live tối nay là mình đã thật sự mình là người tham gia mạng xã hội chậm nhất, ít nhất và sâu nhất. Nhưng mình muốn hỏi mọi người là mọi người thử hệ thống nhìn lại đi, nhìn ngược lại đi. Trong Kiên Giang này á, cũng hay một cái á, ông vô tham gia cái này ông chơi, ông dắt đi xa nhiều lắm. Ông dắt đi xa nhiều lắm, dắt là dắt như thế nào? Tức là ông dắt từ khách mời tới chủ diễn đàn á, đi theo câu chuyện của bạn. Đúng rồi. Đúng không? Mọi người nhớ lại đi. Mọi người không tin mọi người không tin tôi qua, mọi người thử bấm bộ nhớ lại coi đúng không? À là sao? Ồ anh vào anh chị bắt đầu anh comment ha. Comment 2 3 câu 3 4 ngầm lực là y như rằng lát hồi là bị cuốn theo cái câu chuyện của ảnh, là bắt đầu là trên diễn đàn sẽ phân tích theo câu chuyện của ảnh. Đúng chưa? Đúng rồi. Ồ đó. Đúng. Đó Kiên Giang, cái hay Kiên Giang ở chỗ đó đó. Tức là khi biết mà mình chỉ là thuyền thúng không? Đánh bắt ở gần bờ đó, đúng không? Thì liên liên là cái vùng phủ sóng của mình chỉ là loanh quanh gần bờ thôi. Nhưng mà anh ta là hay có kiểu mon men để đi ra ngoài coi như là phao xuống không. Đấy là kiểu nếu mọi người mà thật sự mà chơi với Thu Quang ngay từ đầu á, mà từng ấy mọi người nhớ Thu Quang từng nói á, nếu mà giữa cái Kiên Giang với A Quy á, mình luôn luôn đánh giá Kiên Giang cao hơn thằng A Quy. Mình nói thật, mặc dù là thằng A Quy nó rất là lắc léo, nó rất là mình gọi là gì, lẻo mép á, gọi là lẻo mép á, nhưng mà nói về trình á, mình vẫn đánh giá thằng Kiên Giang cao hơn A Quy. Bởi vì á, Kiên Giang nó giữ được độ bình tĩnh. Kiên Giang giữ được độ bình tĩnh. Nói chung là Kiên Giang có độ lạnh cao hơn A Quy rất là nhiều. Còn A Quy, bài của A Quy dễ bị lộ lắm. Bài A Quy dễ bị lộ lắm. Cái bài Kiên Giang rồi khó phát hiện nha. Thiệt. Bài của mà lộ ra là thể hiện nhìn trông thấy luôn hả? Anh chào ngữ nhè. Chứ còn A Quy Tần Nguyễn công nhận không? Nó mở miệng ra là Tần Nguyễn bắt bài nó được liền à? Là nó cũng phá liền, là nó thế này thế nọ liền. Nhưng mà Kiên Giang không có đâu, rồi Kiên Giang rồi anh dắt vòng vòng, anh dắt qua dắt lại dắt tới dắt lui, rồi bắt đầu anh thấy bắt đầu là có mùi thơm rồi đó, là bắt đầu chốt vấn đề nha. Rồi Kiên Giang hay lắm, đúng không Kiên Giang? Đi tu lên tiếng giờ mấy ai xác nhận giờ mấy ai Kiên Giang dễ đi vào ma trận lắm đúng không? Gặp Kiên Giang Kiên Giang xác nhận giờ mấy ai? Dạ đúng rồi. Rồi mình
mình thử lên thôi, nhưng mà lên là lên tốt rồi, nhưng mà bây giờ hơi khuya rồi. Cảm ơn Thư Quang cho mình lên nhá. Rồi ok, xin chào tất cả mọi người nhá. Hẹn gặp lại live sau. Ok, chào anh Thần Nguyễn. Rồi cảm ơn các bạn. Xuống chưa?